10 tháng 5, ông Trần Minh Biện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, cho biết đơn vị vừa thông báo tìm người và phương tiện có hành vi vi phạm hành chính bỏ rác không đúng nơi quy định tại một khu đất tái định cư trên địa bàn. Trước đó, vào lúc 17:50 ngày 27 tháng 4, Ủy ban Nhân dân phường 10 nhận được thông tin hình ảnh kèm clip do người dân cung cấp ghi lại một phương tiện trên ô tô, xe ô tô có hai người đàn ông có hành vi vứt bỏ rác thải xuống khu đất thuộc địa dự án tái định cư 10 hecta, phường 10, thành phố Vũng Tàu, đoạn giáp danh đường 3 tháng 2. Theo hình ảnh người dân cung cấp, phương tiện ô tô màu trắng biển kiểm soát 72C148XX. Trên thùng xe có dòng chữ vật liệu trang trí tường, trần, sàn và số điện thoại 0866682XX. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân phường 10 đã liên hệ với số điện thoại trên để lắm thông tin và được chủ phương tiện ô tô trả lời là xe đã bán cho người khác. Mặc dù đó được Ủy ban Nhân dân phường 10 yêu cầu hợp tác cung cấp thông tin liên quan đến hồ sơ bán xe để có cơ sở xử lý, nhưng đến nay chủ phương tiện vẫn chưa phản hồi cho Ủy ban Nhân dân phường 10. Do đó, để có cơ sở xử lý nghiêm hành vi vứt bỏ rác thải không đúng nơi quy định, Ủy ban Nhân dân phường 10 đã ra thông báo đề nghị Công an thành phố Vũng Tàu chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các phường, xã tuần tra kiểm soát, nếu phát hiện ô tô biển kiểm soát trên thì yêu cầu chủ phương tiện đến Ủy ban Nhân dân phường để giải quyết. Cùng đó, Ủy ban Nhân dân phường 10 đề nghị Ủy ban Nhân dân 16 phường, xã trên địa bàn thành phố hỗ trợ chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan lắm và cung cấp thông tin nếu có của cho Ủy ban Nhân dân phường 10 về chủ phương tiện và người có hành vi vi phạm nêu trên, làm cơ sở phối hợp xử lý vụ việc theo quy định. Đồng thời, yêu cầu phương tiện và người có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường nêu trên liên hệ Ủy ban Nhân dân phường 10 để giải quyết vụ việc theo quy định. Theo thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vũng Tàu, từ đầu năm 2024 đến nay, các phường trên địa bàn đã lập hồ sơ xử lý 31 trường hợp vi phạm về đổ rác thải không đúng nơi quy định ở các tuyến đường nhờ hình ảnh clip do hệ thống camera an ninh ghi lại và người dân cung cấp. Qua đó, các trường hợp vi phạm về môi trường, mỹ quan đô thị đều phải xử lý nghiêm theo quy định. Là một người dân thông minh, chúng ta nên vứt rác vào những nơi quy định, không nên xả thải rác bừa bãi, tránh làm ảnh hưởng đến môi trường và những người xung quanh. Vừa rồi mình vừa chia sẻ cho các bạn một bài